Đây là tác phẩm con gà quay, gà sôi mỡ. Chín hết rồi nha các bạn, vàng rực luôn nha các bạn. Này vô xé ra các bạn. Đây nghe nguội cái xé ra. Xé ra quất chấm tương ớt. Đang làm cái bộ để gá con gà. Vô mà đưa cái lưng giống như anh Lan này. Hai cái lưng ba dừng. Vô cái lưng ba dừng nữa. Thấy muốn bỏ tại luôn. Cái này ra kẹp con gà vô các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành nhúm lửa nha các bạn. Quay phim lấy củi. Thử củi tràm mà củi tầm vong đây đốt. Ba loại đằng kia ba để không sót. Cây này có tác dụng gì? Keo gà vô cây này nè. Keo gà vô chứ không phải bỏ gà vô chảo. Rưới lên. Dầu có tác dụng gì? Rưới. Mất chế thì mất chế rồi. Bởi vì con nó không làm là vì chứ con không làm đâu quỷ hoại nhan sắc con. Mâm. Thôi tới giờ ăn là ngoan ngon. Trời lá chuối khô là trái dữ lắm luôn. Vô. Cho vô quá. Nóng quá. Con chạy ông ta vô hay gì ạ? Ừ. Hai mẹ con nó còn mê chơi. Dầu sôi không? Vô. Cẩn thận. Ơi, chắc con bò nhỏ nhỏ lặn nướng luôn con ơi. Keo gà lên đi. Thôi bỏ phải lấy được. Bỏ phải đủ lấy nướng luôn con. Thôi. Con lặn á, con lấy nè. Lấy cái này nè, con lặn con chặt cái đuôi của con bò. Ừ. Con bỏ lên nướng. Ừ. Chặt cái đuôi của con bò ngay đó nè, con chặt đuôi xéo miếng thịt. Thịt mà làm thiệt là ngày mai nổi tiếng. Ngại mất rồi, chỉ có cái nói ông bãi xuống ông bãi chặt đi. Ngày mai hơn nổi tiếng lên. Dù có mà không chặt là bò chặt á. Vỗ tay, vỗ đùi vừa vừa đi chứ anh phải chia qua hai ba bên chọt vô chứ. Lấy cái chảo đó đâu ạ? Đau đau. Vậy
ghi hình sao ghi hình lấy rồi mình biết là của mình có hay không biết rồi có nhà mình cũng có rồi mà chậu của mình là đây nè cho ghi hình luôn bánh á đây hả tưởng đâu ở xa tưởng lắm. Đâu tú ở trên kia thôi không làm đấy đem ra cho hết nước chứ ủa sữa tặng nãy giờ lâu quá mà đốt lửa mới cháy nước gì hả? Nước dầu hay nước gì? Đi chân rồi, đi chân với nội dầu cho nước là sao? Đi chân là chiếc. Mâm. Như hả? Đi sao chỗ lùi? Mâm. Nhúng dầu à, nhúng dầu nước hả? Nóng vậy. Để cái đầu tính. Để ra cái đầu ra ngoài. Để cái đầu không xuống cho dài xuống thì đang chế chứ anh. Cái đầu chính nè. Mâm. Cao quá. Chưa không, chúng ta nói rưới bốc rưới dầu lên mà. Cao quá. Chắc có lẽ hơi cao kìa. Giờ đang muốn đóng hai này cho lúc có hái thì hái ngày mới cao quá, con ơi. Cao quá. Quay cái cảnh này được á Nam ơi. Cái cảnh này là con nhất nè, cái cảnh mà chống nạnh mà cầm con gà này Nam ơi. Trời ơi, cảnh mà cái này dân tộc thiểu số hay sao cầm con gà mà chống nạnh á là ngon nhất á cao quá đụng mặt mặt là cái đó là ngon nhất á ừ đó dân tộc thiểu số đụng mà cầm con gà mà như phim Hồng Kông nè nướng rồi xé ra ra luôn cái kìm nữa Nam ơi cao đúng lắm ông lợn về ngoài như phèn thì ghé đây cái về luôn đó cái nước vậy mà cao quá thì thời xanh nửa nam để ông bãi chế cho nó chế không cái nước lửa để đi đóng nè rồi nướng dầu nữa nè nó cho nó đổ luôn cái đầu không phải. Được rồi, nó chịu rồi, còn cái đầu đó được rồi. Khỏi khỏi bột, tắt tắt cái gạch á. Được rồi. Nó rút qua trên, nó rút xuống. Chứ nãy mà này làm cao quá. Đông quá các bạn. Làm cao quá không chết. Đông quá các bạn. Đó là cái đầu luôn đó.
là tác phẩm con gà quay, gà xôi mỡ. Tính hết rồi nha các bạn, vàng rực luôn nha các bạn. Này vô xé ra nha các bạn. Đây ngồi cái xé ra. Xé ra quất chấm chân ớt. Đây, thứ gì chịu nổi. Hai người rưới liên tục các bạn. Rưới gần cái tiếng đồng hồ đó, nó mới được vàng như vậy các bạn. Đó, quá đẹp luôn. Đây, chiều nay là xỉn luôn các bạn, tay mồi luôn chứ không phải giỡn nè. Gà này gà vườn chạy đồng nha các bạn, nên là thịt rất là chắc. Bây giờ mình cặt mấy tàu lá chuối vô cái mình thả nó lên, cái mình xẻ thịt nó thôi các bạn ơi. Giờ mình thả lên liền chắc vô lá chuối luôn. Quý lắm luôn. Hôm nay mình có cái cây nên mình cầm cái cây được. Thì cầm đây chặt lên vô tàu á. Chặt lên vô tàu để lên bàn á. Thả ra vừa. Chứ còn chút xíu nữa mình quay cái cảnh mình xé cho các bạn xem nha. Giờ mình gà chín rồi, mình đem gà vô thôi. Đây luôn vậy. Thêm cái gọc nào đó lấy thêm gọc nữa. Lấy cái đống trước kia cũng được. Bây giờ rất là vàng này nha các bạn. Đẹp cho đây. Con gà đã xong rồi, bây giờ là mình đem vô đây, mình chuẩn bị xẻ thịt quất nó đây. Đấy. Gà vàng ươm luôn nha các bạn. Đó. Bây giờ là đem con gà vô và chích thôi. Quay ra đứng rồi, thấy con gà nó chết rồi đó. Đó, nè các bạn nhìn chết nè. Rất là vàng nè. Rồi, ok. Hảo hảo. Đấy. Mày trong bãi với ba xỉn nữa. Đó, mở kẽm ra. Mở kẽm. Ăn đi, ăn đi. Bà ngoại ăn hết rồi, bà cái tô cơm còn nguyên. Ăn hết. Ừ. Gì? Bà đừng
hôm qua chú tới mà bà nội tôi bánh ăn. Bà nội bánh ăn chơi sao? Bà bưng gì đậm, cái gì đậm là đấm. Xong ra tôi cái tô không là biết về cho chú ăn. Bây giờ kêu ba ăn đây, cái gì đậm, cái ăn miếng của mọi. Bưng cái tô không rồi biết không thế nào bà ngoại, bà nội ăn hết được. Ở tại chỗ không thể, tại gia là không ăn được. Đúng vậy ơi. Ở tại chỗ ra tại gia không ăn được. Đấy. Đúng ra. Nghe không? Nóng không? Áo không nóng giờ. Nghe không? Đấy. Cho cái túc nó teo luôn. Đây, ra luôn. Đó. Để lên lá chuối luôn hẹp. Vậy mà ăn vậy, làm dao chứ. Không phải là không làm cái bài luôn á. 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đồng hồ nữa video ta xem hoài luôn. Đó, các bạn làm điêu luyện không? Dầu mỡ nhiều còn nóng nhiều hơn. Ở là nước nó có làm vậy luôn. Cho thử đi. Còn ai thử một miếng mà nội thử đi. Ngày mai là trên mạng thử. Ngày mai là trên mạng này có vải bày đồ mai súng răng không có răng. Thôi còn ngoài thử coi coi ngon không? Thử miếng gà ngon không? Giòn không? Giòn cực kỳ. Giòn hả? Giòn. Chấm tương ớt này nó mới ngon được. Không, cái này không có ớt gì hết rồi. Rồi. Đúng không vậy? Cái kia thì nó còn nguội, còn cái này ở trong này là tại dầu mỡ trong đây này nó nóng. Nó hơi tối rồi nha các bạn, nên nhìn thấy nó mà nó rất đẹp lắm, nhưng mà sẽ thật ra trời ơi thơm phức luôn các bạn ơi. Ở ngoài trời là màu rất là đẹp. Đấy. Được nữa làm nữa nghe. Thôi. Đó, một bể nè. Hai ba cốc làm đi. Ưu tiên. Đồ u. Đậu còn nhiều lắm. Chưa còn nè, tại nóng chứ không được nè. Có cái chén muối ớt ngon ghê mà không biết làm chấm cái ruộng này. Có. Ai ăn không? Chấm đi, có muốn gì nè. Phải không? Cái chén ớt tương cà, tương đen trộn lại. Phải hả? Chi sa tế. Dạ không? Cặp ơi. Giòn mà. Mà quá ngon. À không đều ăn cũng cháu. Con hỏi ta gà rán nè. Dạ, đây nè, tao gà rán đây nè. Ừ. Giống mẹ hỏi mẹ. Dạ Hưng nãy thèm lắm. Bắt đi về mà bắt đi về. Trời ơi, dạ Hưng nói gì vậy Hưng. Coi như ngon quá. Ngon. Báo rồi đó là nội bộ nó quất một cổ như vậy chứ trong thịt nó còn ướt này đâu có ông anh gì á. Ừ, cho khô nữa. Nội bộ như gà nướng khô. Đúng, gà nướng khô. Ở Nam làm nhiều cái gà nướng là nó rút rồi. Còn mời cả nhà nha cả nhà. Mời cả nhà ăn nha, rất là ngon luôn. Cũng có nướng nào có làm sao mà khô được. Đi rủ ngoài đi mà em đi tờ cái chân mua về chắc. Này làm con gà tới 3 tiếng lận. Dạ. Lỡ rồi chơi luôn đi cho lên TV luôn. Không bảo cắn rau rồi không bà? Bảo vậy mẹ nói ổng bò lên nó từ từ. Làm sao vậy? Tắm rửa rồi. Đậu. Vô ăn nghe ngon. Ngon mà muốn lạ lạ. Ừ. Cái mà gà anh là luộc nấu cháo ăn không biết có ớt hiền không ăn đâu. Cho bà già nè. Thôi chạy ăn đi. Nhiều lắm. Đó, cái đó là nói. Đó. Đó ơi, tao còn răng là đưa cho nhiều là cua. Quên đi. Nè, cho nắm gân nè. Ừ.
Trời ơi, nè, tôi ăn tương khóc. À. Bên nấu hết răng lại. Luôn ngon bà. Còn răng là luôn ngon, giòn ha. Giòn chung rồi. Ngàn đồ xê cũng phải. Không phải là tới ngàn đồ xê luôn. Đó. Tính như dầu mà từ vàng mà tới đen rồi mới sao không? Không ngàn đồ xê. Cầm lên, quất cái giò liền ta. Cầm lên là nó giật. Dạ. Nó giật. Nó cầm gì ta? Nó hay nó đổ cạp nha. Dưa leo. Nó bóp lên vậy. Đổ mày rồi. Hai chấm. Này mà nào hai chấm. Không có. Gà đúng không chứ mà gà tự nhiên. Chấm nè. Tôi phải lại chấm. Đâu Nguyên Kỳ đâu có ướp gì đâu. Đó. Cũng mặn. Chấm mãi giờ này. Chấm nó rồi. Cái gà nó đi nó. Ấy là cũng ngọt mà. Chứ sao? Hai bà đó sống chừng 10 năm nữa thôi. Con cháu mệt. Ông bà kêu lúc nào đi lúc nấy hả chị? Một ngày giờ khỏe khỏe, bà già cũng khỏe. Bà chắc bà giáo bộ không? Bà giáo bộ tôi phải không? Mày giáo bộ không? Nào có Nam về mới khỏe được. Ừ. Mày giáo bộ tôi với Nam không? Nè, đi ướp đây. Ừ. Mày muốn ăn mướp thì mướp đây. Mà đừng giáo bộ con cháu nha. Mai thầy mang món gì nữa con làm nữa nè. Ừ. Mai nó gọi này làm món nữa. Uống không? Sao đó. Ngon quá, đang ăn giòn. Bãi làm cái cánh này kia nè. Ê, tao như xương cháu. Xương cháu kìa, làm cái bộ cánh kìa. Tao quất vui xương cháu nè. Bà nội á, tao biết ý bãi. Cái gì thì kèm bãi chứ không thôi là làm cái đổ. Đổ. Ông mày đưa đó thì ăn ăn. Thôi, nó làm sẵn được rồi. Út mẹ cũng như là cho chó ăn là cũng ăn đổ. Vậy rồi. Ông mẹ là biết ý bà nội rồi. Bà giao bộ vô không có đổ à. Thành ra kêu bà ngồi lại ăn. Mới ăn kiểu vui mà mới ăn. Người già vui mới ăn rồi bạn. Thấy cái tô bánh canh này đổ. Ừ. Đổ. Mà ăn vui. Tháng qua ăn cơm bạn. Tháng rồi cho con thở. Ừ. Không ra. Mày nói con. Nồi dữ lắm. Ừ. Phải ráng ăn hết. Hai tháng ăn đồ phở ngon. Nếu mà như già phải ép thôi. Ừ. Tháng làm nguyên hết tô luôn đó nè. Nói chứ nó mà bệnh này kia không. Nó cái luôn. Nó cái luôn. Nó cái luôn. Tô luôn á. Đừng nói Mỹ á. Chỗ gần tới ngân hàng không? Nam mua về. Con chở bà nội đi. Chở bà nội vô trọng mà mua về cho ba. Ờ, qua gần tới ngân hàng đâu? Không. Má mình kia bên Mỹ á. Mỹ không lấy đá qua chợ, ở dưới nữa. Qua chợ. Ngay chỗ bà Mười. Chỗ mà đông đông á, cái bà già già bán. Bà già già mà mập á. Có bà bán cũng giống như bà mày con này. Bên này hủ tiếu 3 số 6 rồi bên đó chứ đâu mặt có trái đâu không bảy số 10 có ốc hiện này cho ổng là cái phu câu của ổng giờ nó bé xíu rồi. Nó quá nhỏ lắm phải làm phu câu không kìa béo lắm. Ê mày không chiếu lên chữ út mà coi lên không lên chứ.